Nam Mô Cao Đại Tiên Ông, Đại Bồ Tát Ma Ha Tát, Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, Tòa Thánh Tây Ninh. Nam Mô Diêu Trì Kim Mẫu, Vô Cực Thiên Tôn. Xin chào mừng toàn thể chư quý đạo tâm, chư quý vị cùng chư quý hiền đã đến với Cao Đại Tây Ninh, Nguyễn Văn Úc. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục đến với buổi trích đọc, chia sẻ quyển sách Phật Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu, Giả Trung Tử Sưu Tập, Tài Liệu Sưu Tầm, năm 2012. Xin kính mời toàn thể chư quý vị đạo tâm cùng chư quý hiền hoan hỷ lắng nghe. Tiểu dẫn. Trong Cao Đại Giáo, ngoài tôn thờ Đức Chí Tôn Ngọc Hoàng Thượng Đế, còn tôn thờ đấng thứ hai là Thiên Hậu Chí Tôn, còn gọi là Diêu Trì Kim Mẫu hay là Phật Mẫu. Đó là đấng sinh thành, dưỡng dục vạn linh. Loài người đã nhận biết Phật Mẫu rất sớm, nhờ các vị tiên nương giáng trần, chỉ giáo, mà các dân tộc, nhất là phương Đông, thờ phượng người từ lâu đời. Ngày nay chúng ta còn thấy lưu lại hình tượng đồng cốt, có đề cập đến Phật Mẫu với danh hiệu Bà Chúa Tiên, Thánh Mẫu hay là Mẫu. Phật Mẫu được nhân loại tôn thờ dưới nhiều danh xưng khác nhau. Tây Phương gọi là Đức Mẹ, Đông Phương gọi là Cửu Thiên Huyền Nữ, Thái Dương Thần Nữ, Tiền Thiên Thánh Mẫu. Lão Giáo gọi là Lão Mẫu. Ấn Độ Giáo xưng tụng người là Devi Hagava. Thông Thiên Học gọi là Đức Mẹ Thế Gian. Việt Nam gọi là Bà Chúa Tiên hay là Mẫu, Mẹ Sanh. Đa số nữ phái Việt Nam đã tín ngưỡng Phật Mẫu từ lâu đời. Hiện nay, ở cổ đô Huế có hội Tiên Thiên Thánh Mẫu thờ phụng người tại Điện Hòn Chén. Hàng năm có tổ chức lễ hội rất là linh đình, trọng thể. Trong Đạo Cao Đại có đền thờ Phật Mẫu tại Thánh Địa Tây Ninh, hàng năm có lễ hội lớn vào ngày rằm tháng 8. Ở mỗi địa phương có điện thờ Phật Mẫu bên cạnh thánh thất hương khói sáng chiều. Như vậy, tùy theo tín ngưỡng mỗi nơi mà có sự thờ phụng, chiêm bái khác nhau. Sau đây chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về bổn nguyên, quyền năng và công đức của Phật Mẫu đối với chúng sanh. Bản nguyên và quyền năng Phật Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu. Theo Di Lặc Chân Kinh thì nơi tầng trời tạo hóa huyền thiên có đức Diêu Trì Kim Mẫu, dưới quyền Phật Mẫu có các vị Phật Quảng Sanh, Dưỡng Dục, Chưởng Hậu, Thủ Luân cùng cửu vị nữ Phật, có tên từ Nhất Nương đến Cửu Nương, và hằng hà sa số chư Phật tùng lĩnh người thường du Ta Bà thế giới, dưỡng dục quần sanh, quy nguyên Phật vị. Buổi ban sơ khai đạo Cao Đại, Phật Mẫu và cửu vị tiên nương, nay là cửu vị nữ Phật, đã dùng thi văn qua cơ bút để dìu dắt các vị tiền bối. Nhờ đó mà các ngài hiểu lẽ huyền vi, nhận lãnh sứ mạng truyền giáo, sáng lập ra Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ, còn gọi là Cao Đại Giáo hiện nay. Còn nói về Phật Mẫu, Đức Hộ Pháp đã cho biết quyền năng của người như sau. Nếu có Đức Chí Tôn mà không có Đức Diêu Trì Kim Mẫu thì trong vũ trụ không có chi về mặt hữu vi. Cả cơ quan tạo đoàn hữu tướng thấy đều do Phật Mẫu tạo thành. Khi ta đến cõi trần mang mảnh hình hài, cái chân linh khi đến, khi về cũng do tay Phật Mẫu sản xuất. Phật Mẫu là mẹ linh hồn. Nếu chúng ta biết ơn nặng ấy thì càng cảm mến cái công đức hóa dục sản xuất của Ngài vô cùng. Bây giờ nói về tại sao có Phật Mẫu. Đức Chí Tôn là nguồn cội cả bí pháp. Trong bí pháp buổi ban sơ phân tách ra âm dương, phần âm là Phật Mẫu sản xuất cả cơ hữu vi của vũ trụ. Bởi thế quyền năng của Phật Mẫu là mẹ khí thể của ta. Trích trong Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Báo Ân Từ ngày mồng 1 tháng 2
năm Đinh Hợi, dương lịch 1947. Theo Thánh giáo Đức Chí Tôn nói rằng: khí hư vô sanh ra có một thầy, và ngôi của thầy là Thái Cực. Thầy phân Thái Cực ra lưỡng nghi, lưỡng nghi phân ra tứ tượng, tứ tượng biến bát quái, bát quái biến hóa vô cùng mới lập ra càn khôn thế giới. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, trang 62. Thầy lại phân tánh thầy mà sanh ra dạng vật là vật chất, thảo mộc, côn trùng, gọi là chúng sanh. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, trang 62. Trong kinh xưng tụng công đức Phật Mẫu nói rằng: lưỡng nghi phần khí hư vô, diêu trì kim mẫu nung lò hóa sanh, âm dương biến tạo chân thần, lo cho nhân vật về phần hữu vi. Thánh giáo của Phật Mẫu cũng dạy rằng: từ hỗn độn Chí Tôn hạ chỉ, cho thiếp quyền quản khí hư vô, lấy âm quan tạo phách tăng độ, muôn vật cả lo cho sanh hóa. Trích trong Đàn Cơ tại Thảo Xá Hiền Cung, đêm 15 tháng 11 năm Ất Mùi, dương lịch ngày 23 tháng 12 năm 1931, Phò Loan Hộ Pháp và Bảo Văn Pháp Quân. Theo các trích dẫn trên đây thì Đức Chí Tôn và Phật Mẫu có từ trong hư vô chi khí. Đức Chí Tôn lại giao cho Phật Mẫu quyền cai quản khí hư vô, tức hai ngài là đấng tự hữu và hằng hữu, có trước trời đất. Khi khí nguyên linh của Chí Tôn hòa hợp nguyên âm của Phật Mẫu mới có ngồi Thái Cực là cơ hữu hình. Khi Đức Chí Tôn phân Thái Cực thành ra lưỡng nghi âm dương, lúc có âm dương rồi tức là đã có trời đất. Khi đó, Đức Chí Tôn mới phần tánh giáng sanh ra vạn vật, tức là Chí Tôn tạo hóa phần linh hồn và phần vô vi. Đồng thời Phật Mẫu cũng kiến tạo phần khí chất hình hài là phần hữu hình. Như vậy Phật Mẫu cũng từ hư vô chi khí mà ra, ngài cũng là đấng tự hữu và hằng hữu. Đức Hộ Pháp đã nói về sự tương quan giữa Chí Tôn và Phật Mẫu cùng vũ trụ vạn linh như sau: nếu khối nguyên linh của Đức Chí Tôn không hòa hợp với nguyên âm của Phật Mẫu thì Thái Cực chưa ra tướng. Hễ Thái Cực chưa ra tướng là càn khôn vũ trụ này không có chi hết. Trích trong Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp tại Đền Thánh ngày 14 tháng 9 năm Mậu Tý, dương lịch 1948. Đức Hộ Pháp còn cho biết thêm rằng: Phật Mẫu chủ âm quan, Chí Tôn chủ dương quan. Âm dương tương hiệp mới có năng lực sanh hóa ra càn khôn thế giới. Theo Thuyết Đạo của Đức Hộ Pháp giải nghĩa Phật Mẫu chân kinh: nói về âm quan thì Bát Nương Diêu Trì Cung Giáng Cơ giải thích như sau: âm quan là khí chất hỗn độn sơ khai khi Chí Tôn chưa tạo hóa. Lặng âm khí ấy là Diêu Trì Cung, chứa để tinh vi vạn vật, tỉ như cái âm quan của phụ nữ có trứng cho loài người. Khi Chí Tôn đem dương quan ấm áp làm cho sinh hóa thì khoảng âm quan phải thối trầm làm tinh đấu, là cơ quan sinh hóa vạn linh. Song lặng âm quan ấy có giới hạn, nghĩa là nơi nào ánh dương quan của Chí Tôn chưa chiếu dám thì phải còn tối tăm mờ mịt, chẳng sinh hóa. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển, quyển 2, trang 85. Theo giải thích trên đây thì khi còn hỗn độn sơ khai chưa phân ra trời đất, nhưng trong đó đã có sẵn có phần âm rồi. Phần âm này chứa các yếu tố phôi thai của vạn vật, tỉ như một nụ hoa non trong đó đã có sẵn có nhị đực, nhưng cũng có cả phần nhị cái, là nơi chứa chất liệu để kết thành quả hạt sau này. Đến khi hoa nở phân ra nhị đực và nhị cái riêng biệt là lúc âm dương đã phân chia. Sau đó, qua hiện tượng thụ phấn kết hợp giữa nhị đực và nhị cái là lúc âm dương giao phối mà kết thành quả hạt.
Cũng như khi thái cực đã phân ra âm dương, dương động thì khuếch tán, âm tịnh thì ngưng kết, tức là khí kết thành chất. Rồi qua hiện tượng âm dương tác động mà khí chất kết tụ thành ra các tinh cầu. Khi ánh dương quang rọi vào thì các tinh cầu là nơi sinh ra vạn vật. Đó là quyền năng của Phật mẫu theo Cao Đại giáo. Còn các tôn giáo đã nói về Phật mẫu như sau. Theo Thông Thiên học đã nói về Đức Mẹ Thế Gian như sau. Đức Mẹ Thế Gian là một trạng thái ngồi hài của Thượng Đế. Ngài là chúa tể của các vị thiên thần. Tinh thần Ngài đã ngự trị trong thâm tâm con cái của Ngài là nhân loại. Trong mỗi đẳng cấp của cõi trời và cõi phàm đều có Ngài hiện diện. Quyền năng của Ngài rất bao la, trí phàm không thể hiểu nổi. Chẳng những Ngài là hiện thân của tình thương đậm đà và kỳ diệu nhất, mà cũng là đấng cực kỳ uy nghiêm và quyền lực vô song. Ngài luôn luôn đầy ân huệ, chứa chan niềm từ bi bác ái, sẵn sàng đáp lại sự kêu van cầu cứu của nhân loại. Dù quyền năng của Đức Mẹ Thế Gian là cứu giúp tất cả sinh linh, nhưng Ngài chú tâm đặc biệt đến thiếu nhi và phụ nữ, nhất là lúc sinh sản. Vì hai hạng này thường yếu đuối, cần phải thương yêu, bảo bọc nhiều hơn. Ngài luôn luôn ôm ấp và ban cho họ sự chở che, sự nương nhờ khi cần kiếp, để xua đuổi sự nguy nan, thống khổ ở quanh mình họ. Theo tạp chí Tìm Hiểu Thông Thiên Học số 2, 12 Xuân Ất Mùi, 1955. Theo Thiên Chúa Giáo, tôn vinh Ngài là Đức Mẹ Hằng Cứu Giúp, là Nữ Vương Hòa Bình. Tóm lại, bổn nguyên và quyền năng của Phật Mẫu theo Đức Hộ Pháp dẫn giải như sau. Từng trời tạo hóa thiên, có vị cầm quyền năng tạo đoan gọi là Thiên Hậu, nắm cả kim bàn, tức là nắm đẳng cấp thiên liêng, điều khiển các chân linh gọi là Phật Mẫu Diêu Trì. Thời kỳ này, người đã xuất nguyên linh đến dạy dỗ chúng ta. Khi mở đạo Cao Đại, Chí Tôn định cho Phật Mẫu đến giáo đạo cho chúng ta, bảo trọng nuôi nấng dạy dỗ chúng ta, thì không ơn đức nào bằng. Vì không ai biết thương con, muốn con nên người, bảo trọng binh vực con hơn mẹ. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại báo Ân Từ ngày 15 tháng 8 năm Đinh Hợi. Như vậy quyền năng của Phật Mẫu rất bao la, trí phàm không thể hiểu nổi. Bổn nguyên của Ngài lại quá ư linh diệu, ngôn ngữ hữu hạn của thế gian không có thể nào giải rõ. Nên trong sưu tập này chỉ có thể nêu trong muôn một những quyền năng quá ư kỳ diệu của Ngài mà thôi. Nhưng chỉ có một điều quả quyết rằng chúng ta đang có một bà mẹ thiêng liêng quyền lực vô song, chứa chan niềm từ bi bác ái, luôn ban ân sủng cho mọi người. Chúng ta chỉ cần một tín ngưỡng mạnh mẽ, một thân tâm thanh tịnh trong sáng, thì sẽ đón nhận được ân huệ và lắng nghe được huyền âm vi diệu của người hướng dẫn, dìu dắt chúng ta trong mọi sinh hoạt hàng ngày. Sự tương quan giữa Chí Tôn và Phật Mẫu. Chí Tôn và Phật Mẫu tự có từ trong hư vô chi khí, vô cực. Có thể nói nguồn sống là một thể vẹn toàn. Nhìn ở nguyên lý siêu nhiên là Chí Tôn, nhìn ở khí chất hữu hình là Phật Mẫu. Cả hai là một, tuy một mà là hai. Cũng tỉ như trong sinh vật đơn bào nguyên sinh có hàm lượng tính giống đực và giống cái. Ta có thể dùng thí dụ sau đây để cụ thể hóa quyền năng của Chí Tôn và Phật Mẫu cho dễ hiểu. Tỉ như một thân cây có nhựa sống lưu hành. Trong nhựa sống của nó đã có sẵn hai phần âm dương, tức là có cả giống đực và giống cái. Khi nhựa sống đó vận chuyển, sinh ra một nụ hoa non mới tượng, xem như là bầu thái cực. Trong nụ hoa đó có cả nhị đực và nhị cái còn lẫn lộn ở trong, tức là đã có hàm lượng tính âm dương. Khi hoa nở thành nhị đực và nhị cái lộ riêng biệt là lúc âm dương đã phân chia. Sau đó, qua hiện tượng thụ phấn kết hợp với nhị đực và nhị cái là lúc âm dương giao phối mà kết thành quả hạt. Cũng như khối nguyên linh của Chí Tôn và nguyên âm của Phật Mẫu kết hợp mới sinh ra thái cực,
là cơ hữu hình của Chí Tôn, phần thái cực ra lưỡng nghi, là hai yếu tố âm dương được tách rời. Đây là quyền năng của Chí Tôn. Rồi nhị đực và nhị cái thụ phấn mà kết quả, đó là lúc âm dương tác động mà sanh hóa, nên thể chất hữu hình, đây là quyền năng của Phật mẫu. Theo phương pháp suy luận, Đức Hộ Pháp đã dạy: ta lấy lớn suy nhỏ, lấy nhỏ so lớn. Trích lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp quyển 1. Do đó, ban đầu tuy thấy một mà trong đó có hai. Nếu độc dương thì bất sanh, cô âm thì bất trưởng. Nên Đức Hộ Pháp đã nói: âm dương tương hiệp mới có năng lực sinh hóa. Trong cửa đạo Cao Đài, Đức Hộ Pháp đã thuyết giảng về sự tương quan giữa Chí Tôn và Phật mẫu như sau: buổi mới mở đạo, bần đạo biết công nghiệp của Phật mẫu thế nào. Ngài và cửu vị nữ Phật dìu dắt con cái của Đức Chí Tôn từ ban sơ đến ngày đem giao lại cho thầy. Ngày mở đạo, vì cái tình cảm ấy mà các vị đại thiên phong buổi nọ xin thờ Phật mẫu ở đền thánh, thì Phật mẫu cho biết rằng quyền Chí Tôn là Chúa, còn Phật mẫu là tôi, mà tôi thì làm sao ngang hàng với Chúa. Chúng ta thấy Phật mẫu cung kính Chí Tôn đến giường ấy không gì lường được. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại báo Ân Từ ngày mùng 1 tháng 2 năm Đinh Hợi, dương lịch 1947, đề cập đến sự tương quan giữa Chí Tôn và Phật mẫu cùng vũ trụ và vạn hữu. Đức Hộ Pháp đã thuyết giảng như sau: cả vật loại hữu tướng này có hai quyền năng sản xuất, một Chí Tôn, hai Đức Mẹ. Cả quyền năng của ông cha chúng ta đào tạo thế nào ngày nay, quyền năng của Chí Tôn cũng đào tạo thế ấy. Mà bà mẹ chúng ta thế nào thì mặt luật ấy không khác nào quyền năng vô tận của Phật mẫu dùng đặng đào tạo càn khôn thế giới. Chúng ta không biết, không thể đoán được, luật ấy không xa. Chí Tôn là Phật, Phật mẫu là Pháp, càn khôn là Tăng. Mặt địa cầu này đến 3.000 thế giới cũng là Tăng. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp tại đền thánh đêm mùng 1 tháng Chạp năm Đinh Hợi, dương lịch năm 1947. Để hiểu rõ về quyền năng Phật mẫu, Đức Hộ Pháp giải thêm rằng: chúng ta đã có một bà mẹ là Phật mẫu cầm quyền năng tạo đoan xác thịt hình hài của ta. Chí Tôn là cha, cho nhất điểm tinh. Phật mẫu là mẹ của xác, cho nhất điểm khí. Cha mẹ hữu hình, vâng lệnh Phật mẫu tạo xác thịt hiện hữu đây. Còn quyền năng thi hài đấng ấy làm chủ. Phật mẫu có tính chất của bà mẹ. Bần đạo xin làm chứng rằng tính chất bà mẹ hữu hình thế nào thì tính chất của bà mẹ Phật mẫu cũng hiện y nguyên như vậy, nhưng có phần yêu ái hơn, bảo trọng hơn, binh vực hơn. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm mùng 1 tháng 10 năm Đinh Hợi. Như vậy là Đức Chí Tôn ban cho chúng ta điểm linh quang là phần tinh thần, còn Phật mẫu ban cho chúng ta phần khí chất là phần sinh lực. Cũng do yếu nhiệm đó mà đạo Cao Đài thờ Đức Chí Tôn bằng thiên nhãn mà không thờ hình tượng, còn thờ Phật mẫu thì thờ bằng hình tượng. Về đẳng cấp triều nghi của nhân loại thì trước Chí Tôn có phẩm trật, sắc phục khác nhau, còn trước Phật mẫu thì con người không phân biệt đẳng cấp, sắc phục như nhau. Vì ở đây không còn phân biệt thượng hạ, mà chỉ còn cốt nhục tương thân, đồng sanh đồng tử mà thôi. Điều này Đức Hộ Pháp đã nói rằng: vào đền thờ Phật mẫu đều bạch y tất cả, dầu giáo tông hay hộ pháp cũng phải cởi thiên phục để ở ngoài. Hỏi tại sao như vậy? Lấy tánh đức thường tình của một bà mẹ không có gì lạ. Ta thấy trong gia đình kia, dầu răng rác, một người giàu quyền cao chức trọng, dầu làm quan tòa, tham biện hay tể tướng đi nữa, mà bước vào nhà, con làm tể tướng thì bà mẹ không ưa, lại thêm phiền lụy. Làm quan với ai kia, chứ vậy làm quan với gia đình à? Oai quyền với thiên hạ ở ngoài, chứ ở đây không thể làm oai quyền với mẹ được. Dầu bậc nào cũng vậy, vẫn là con thôi. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày mùng 1 tháng 10 năm Đinh Hợi. Đức Hộ Pháp còn dẫn giải thêm nguyên nhân đó như sau: trong cửa đạo Cao Đài có hai đền thờ. Một đền thờ ta ngó rất trật tự hàng ngũ,
Bởi vì nguyên căn tâm hồn của chân linh chúng ta đều có trong hàng phẩm cửu thiên khai hóa cả. Quỷ phải như thế. Còn một đền thờ Phật mẫu, tức là mẹ của chúng ta, thì cái quý phái của chúng ta không còn giá trị gì nữa. Đến Phật mẫu, không muốn cả chức sắc thiên phong đi đến đền thờ của người, và người nhất định không chịu điều ấy. Vậy phẩm tước và giai cấp đối với Phật mẫu không có giá trị, vì Phật mẫu không muốn đứa nào áp bức đứa nào cả, hành tàn như vậy bị tiêu diệt. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp đêm 15 tháng 8 năm Mậu Tý, dương lịch 1948. Tình thương của Chí Tôn và Phật Mẫu. Tình thương yêu của Chí Tôn và Phật Mẫu dành cho chúng sanh rất bao la không bờ bến. Chúng ta cứ nghiệm thấy bậc cha mẹ hữu hình sanh ra xác thân chúng ta đã thương yêu chúng ta thế nào, thì hai đấng cha mẹ thiêng liêng sinh linh hồn và khí phách của chúng ta càng thương yêu gấp bội. Vì cha mẹ hữu hình chỉ sinh ra ta một kiếp chừng 36.000 ngày, còn cha mẹ thiêng liêng thương yêu cưu mang ta vô số kiếp với thời gian vô cùng. Để hiểu được tình thương của Chí Tôn và Phật Mẫu thể hiện với chúng ta như thế nào, thì chúng ta cần tìm hiểu qua kinh điển và thánh giáo của các ngài như sau. Thầy thường nói với các con rằng thầy là cha của sự thương yêu. Do bởi thương yêu, thầy mới tạo thành càn khôn thế giới và sinh dưỡng các con. Ôi, thầy sanh các con thì phải yêu trọng các con chẳng cùng, mà thầy cho các con đến thế giới này với một thánh thể thiêng liêng y như hình ảnh của thầy, không ăn mà sống, không mặc mà lành. Các con lại không chịu nghe điều cám dỗ, mê luyến hồng trần, ăn cho phải đọa, dâm cho phải bị đầy, nên chịu nạn áo cơm, dục quyền cầu lợi. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2, trang 63. Vì thương yêu chúng sanh nên Đức Chí Tôn luôn lo lắng để làm thế nào cho chúng ta được chung hưởng phước lành. Các con phải biết trong trời đất nhân sanh là con quý của thầy, nên thầy hằng để ý lo lượng cho các con biết khối ngộ hầu chung hưởng phước lành. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2, trang 29. Do bởi lòng thương yêu chúng sanh nên Đức Chí Tôn đã nhiều phen cho các vị giáo chủ giáng trần lập đạo, dạy người bỏ giữ về lành để được hưởng phước đức. Nhưng nhiều mối đạo lâu ngày càng biến chất, sai lạc chân truyền, nên ngày nay Đức Chí Tôn đến thế gian bằng huyền diệu thiêng liêng, dùng cơ bút lập nên đại đạo Tam Kỳ Phổ Độ, có nghĩa là cứu rỗi lần thứ ba, để quy tụ đám con cái lầm lạc trở về với ngài. Trước thầy giao chánh giáo cho tay phàm, càng ngày lại càng xa thánh giáo mà lập ra cuộc phàm giáo. Thầy lấy làm đau đớn, hàng thấy trót người ngàn năm nhân loại phải xa vào nơi tội lỗi, nạn kiếp chốn A Tỳ. Thầy nhất định đến chính mình thầy độ rỗi các con, chẳng chịu giao chánh giáo cho tay phàm nữa, nhưng mà buộc các con dìu dắt lẫn nhau, anh trước em sau mà đến nơi bồng đảo. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1, trang 18. Với tình thương bao la từ một đấng chúa tể càn khôn thế giới, Chí Tôn đã hạ mình để làm một vị thầy của nhân loại, với lời lẽ hiền hòa khuyên dạy chúng ta như một người cha nhân từ đối với con cái. Ngài coi tất cả nhân loại là con chung, không phân biệt người hiền kẻ dữ, đều ra tay cứu độ. Đối với kẻ căn cơ tiến hóa cao thì thành tiên tác Phật, thoát đọa luân hồi. Còn những người có chút thánh đức thì được an nhàn, tránh khỏi quả báo đọa đày. Đức Chí Tôn đã cho biết điều này như sau: ta vì lòng đại từ, đại bi, dẫn lấy đức háo sanh mà dựng nên Tam Kỳ Phổ Độ, tồn chỉ để cứu vớt những kẻ hữu phần vào nơi địa vị cao thượng để khỏi số mạng luân hồi, và nâng đỡ kẻ thánh đức bước vào cõi nhàn cao hơn phẩm hèn khó ở thế gian này. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1, trang 64. Ngay cả đối với kẻ vô lương tâm, Đức Chí Tôn cũng ra tay tế độ, sẵn sàng chờ họ ăn năn hối cải.
Thầy vì thương nhân loại, muốn cứu hết, nên thường thâu nhập nhiều đứa vô tâm, cũng muốn cho chúng ăn năn chừa lỗi, ngõ hầu hưởng phước, mà chúng nó không biết tự hối, thì làm sao rỗi đặng. Đến buổi chung quy mới thấy thiên đàng, địa ngục thì đã muộn rồi. Các con phải xét mình cho lắm nghe. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1 trang 60. Tình thương của Đức Chí Tôn với nhân loại như vậy, nhưng con người vì mê luyến hồng trần, đeo đuổi theo vật chất lợi danh, trở nên xa lạ với Ngài, nên Đức Chí Tôn đã buồn rầu than thở. Từ khi khai thiên lập địa, Thầy cũng vì yêu mến các con mà trải qua bao nhiêu điều khổ hạnh, mấy lần lao lý, mấy lúc gian này nuôi nấng các con, hầu lập nền đạo, cũng tưởng các con lấy đó soi mình đặng cải tà quy chánh. Mấy lần dung đắp nền đạo, Thầy cũng bị các con mà hư diền đạo cả. Thầy buồn đó các con, Thầy ban ơn các con. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1 trang 62. Bởi vì thương yêu chúng sanh, Đức Chí Tôn đã hết lời khuyên nhủ, nhưng loài người vẫn mãi mê trong vòng trần tục, khiến Đức Chí Tôn rất đau lòng. Nhưng vì luật thiên điều, Ngài vẫn để cho con người tự quyết định số phận của mình. Đây là một tình thương yêu công bình, không thể coi kẻ có tội là vô tội được. Nên con người làm lành thì gặp phước đức, làm ác thì bị quả báo đọa đày. Đức Chí Tôn, Phật Mẫu, dù có thương yêu bao nhiêu cũng không thể qua luật thiên điều được. Nên Thánh Ngôn có câu: "Ôi, Thầy đã lắm nhọc nhằn vì bầy con dạy, muốn ra tay tế độ vớt trọn cả chúng sanh thoát dòng khổ hải. Nhưng chúng nó đã nhiễm luyến mùi trần thế, tâm trí chẳng vững bền. Thầy khó đã toan ngã lòng, mới đạp trong toan trở bước. Thầy cũng phải đau lòng mà nắm mấy huyền di, để cơ trời xoay đổi, các con liệu lấy." Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 1 trang 56. Theo thánh ý của Đức Chí Tôn là muốn cho tất cả nhân loại được siêu thoát. Điều này Đức Hộ Pháp đã dẫn giải rằng: "Xưa kia con người đi tìm đạo, còn hôm nay trái lại, đạo lại đến tìm người. Ôi, nếu ta tưởng tượng cái ân hậu vô biên của Đức Chí Tôn đã thi thố, thì chúng ta đã hạnh phúc không có ngôn ngữ nào mà tả đặng." Lời thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày 15 tháng 8 Nhâm Thìn, dương lịch 1952, tại Cửu Long Đài, đền thờ Phật Mẫu. Còn tình thương của Phật Mẫu đối với chúng ta y như một bà mẹ hiền từ, luôn luôn khắc khoải lo lắng vì con. Riêng thương Kim Mẫu khóc thầm, biển trần thấy trẻ lạc lầm bấy lâu. Đồi phen mẹ luống u sầu, cũng vì tà mị dẫn đường con thương. Trích trong Kinh Xưng Tụng Công Đức Phật Mẫu. Thánh giáo Phật Mẫu cũng đã dạy rằng: "Từ vô cực vào trong cảnh giới, mới để tâm so sánh tiên phàm. Chẳng từ ô trượt dương gian, vì thương trẻ mới băng ngàn giếng thâm." Trích trong Đàn Cơ tại Trí Huệ Cung, đêm mùng 7 tháng 1 năm Tân Mão. Nhằm ngày 12 tháng 2 năm 1951, Phò Loan, Phạm Hộ Pháp và Cao Tiếp Đạo. Vì thương con cái bị mê luyến hồng trần, mến mùi chung đỉnh mà quên ngôi xưa vị cũ của mình, nên chính Phật Mẫu đã lãnh lệnh Chí Tôn khai sáng Tam Kỳ Phổ Độ để diệt tà pháp của thế gian, tạo cho nhân loại một cảnh đại đồng, an lạc. Chiếu nhũ lệnh từ huyên thọ sắc, độ anh nhi nằm bắc đông tây. Kỳ khai tạo nhất linh đài, diệt hình tà pháp cường khai đại đồng. Trích trong Phật Mẫu Chân Kinh. Dù cho chúng sanh mê lầm, để cho tà mị dẫn đường, nhưng Phật Mẫu vẫn luôn đặt kỳ vọng vào con cái của Ngài, nên quyết đem chúng ta trở lại con đường hằng sống. "Ngồi trong con đặng phi thường, mẹ đem con đến tận đường hằng sanh."
kinh xưng tụng công đức Phật mẫu. Sau đây chúng ta đọc thêm câu chuyện của một nhà làm khoa học. Bác sĩ Badio là cựu giám đốc bệnh viện Calcutta, một giáo sư đại học nổi tiếng về khoa giải phẫu, đã được đề nghị trao giải thưởng Nobel về y học, đã tường thuật về việc ông chứng kiến trường hợp Đức Mẹ Thế Gian thị hiện cứu giúp một em bé là bệnh nhân của ông ta như sau. Tôi là một khoa học gia, trọn đời hiến dâng cho khoa học. Tôi không hề tin các sự kiện vô hình, quyền bí, mà chỉ tin những gì khoa học chứng minh một cách rõ ràng thôi. Một hôm người ta đem đến bệnh viện một cô bé mắc một chứng bệnh hết sức lạ lùng. Một hội đồng y khoa gồm các bác sĩ danh tiếng nghiên cứu suốt mấy tháng liền nhưng đành bỏ tay tuyệt vọng. Bỗng tôi thấy một điều lạ lùng. Một người đàn bà hiện ra bên cạnh cô bé, thân thể ngài sáng chói hào quang. Tôi bỗng nhận thức ra ngài là Đức Mẹ Thế Gian. Lòng tôi bỗng hoàn toàn thay đổi. Tôi quỳ sập xuống đất, mặc dù suốt đời tôi chưa biết cầu nguyện là gì. Tôi cầu xin với tất cả thành kính, xin Đức Mẹ cứu chữa cho bệnh nhân. Tôi phát nguyện trọn đời tôn vinh hoạt động của Đức Mẹ và theo ngài vĩnh viễn. Cô bé được chữa lành. Ngày hôm sau cả bệnh viện xôn xao cho rằng tôi đã chữa lành cho cô bé. Trường y khoa yêu cầu tôi công bố phương pháp chữa trị và đòi đặt tên tôi vào căn bệnh đó. Họ tin rằng giải phát minh này chắc chắn giải Nobel sẽ về tay tôi. Dĩ nhiên tôi không thể trả lời, và dù có nói cũng không ai tin. Hội đồng y khoa cực kỳ giận dữ cho rằng tôi giấu nghề. Tôi trả lời rằng chính Đức Mẹ hiện ra chữa cho bệnh nhân. Tất cả đều cho rằng tôi điên. Sau cùng giải Nobel năm đó được trao tặng cho một bác sĩ quốc gia khác. Hội đồng y khoa Ấn Độ vô cùng tức giận, rồi trục xuất tôi. Báo chí xúm vào chỉ trích tôi là thầy phù thủy. Lúc đó tôi hiểu thế nào là vô thường. Tôi không biết phải làm gì hơn là cầu nguyện Đức Mẹ giúp cho tôi đủ can đảm chịu đựng sự bất hạnh này. Trong thời gian khủng hoảng, tôi tin rằng sự kiện này ắt phải có lý do, nên hết lòng cầu nguyện. Câu trả lời đã đến với tôi qua một linh ảnh. Trong một tiền kiếp xa xôi, tôi là một y sĩ rất có tài, nhưng tôi đã phủ nhận các quyền năng quyền bí và chê bai những kẻ có đức tin hay cầu nguyện Đức Mẹ. Đó là hậu quả tôi gánh chịu ngày hôm nay. Kể từ hôm nhìn thấy Đức Mẹ, một sự thay đổi lớn đã diễn ra trong tâm hồn tôi. Từ nhỏ tôi không hề biết tôn giáo. Tôi hấp thu một nền giáo dục Tây Phương nên tin tưởng tuyệt đối ở khoa học. Sự chứng kiến phép lạ thay đổi tất cả, như người mù bỗng sáng mắt. Tâm hồn tôi hoàn toàn khác trước. Tôi thanh thản vô cùng và đủ sức chịu đựng sự chế giễu của mọi người. Tôi dành trọn thì giờ để cầu nguyện, là phát nguyện đời đời kiếp kiếp theo chân Đức Mẹ, cứu giúp tất cả chúng sanh. Một hôm trong lúc cầu nguyện, ngài bỗng hiện ra mỉm cười, và từ đó tôi thấy mình ngụp lặng trong một thế giới mới lạ. Tôi có ý thức được các điều mà từ trước không bao giờ nghĩ đến. Tôi chứng kiến rõ ràng các cõi giới khác, cũng như sự hoạt động tiến hóa không ngừng của muôn loài. Nói một cách giản dị hơn, khả năng thần nhãn của tôi bỗng khai mở. Từ đó tôi quan sát, học hỏi các cõi giới của thiên thần. Có lẽ các bạn không tin tưởng lắm, điều này không quan trọng. Tin hay không là quyền của bạn. Tôi chỉ muốn chia sẻ với các bạn kinh nghiệm tâm linh này thôi. Tôi phát nguyện dành trọn đời để thực hiện thiền ý. Đó là lý do tôi từ bỏ đời sống quay cuồng ở đô thị để đến đây. Thì giờ còn lại tôi phục vụ Đức Mẹ qua các công việc ngài giao phó. Các bạn thân mến, trọn đời tôi chưa lúc nào sống thật trọn vẹn như bây giờ. Theo quyển Hành Trình Về Phương Đông, nguyên tác của Spalding, bản dịch của Nguyên Phong. Theo tác giả, thì sau biến cố này, bác sĩ Badio từ chức lui về ở ẩn tại một làng nhỏ ở gần Rishikesh, Ấn Độ, để săn sóc sức khỏe cho dân chúng tại đây. Trong đạo sử của các tôn giáo, cũng như sự truyền tụng ngoài dân gian trên khắp thế giới về hình ảnh người đàn bà hiện thân của một bà mẹ nhân từ, sẵn sàng đến cứu giúp những tai ương, hoạn họa là có thật, nhưng được kể lại từ một huyền thoại không phải là ít. Trong lịch sử của giáo hội Thiên Chúa, cho biết Đức Mẹ đã hiện xuống ở Fatima
Bồ Đào Nha. Tại Việt Nam, Đức Mẹ đã hiện xuống hai lần. Một lần tại Trà Kiệu khi triều đình nhà Nguyễn ngăn cấm đạo Thiên Chúa. Các con chiên ngoan đạo bị bách hại, giáo khu Trà Kiệu bị phong tỏa. Đức Mẹ đã hiện xuống để cứu giúp. Một lần khác tại La Văn, dân chúng tại đây bị chết vì nạn dịch tễ. Đức Mẹ đã hiện xuống chỉ cây lá địa phương cho dân chúng chữa bệnh. Ngày nay, hàng năm tại hai nơi này, đến ngày Đức Mẹ hiện xuống, giáo hội tổ chức lễ hội kỷ niệm rất trọng thể, có đông đảo giáo dân khắp cả nước về tham dự. Trong đạo sử Cao Đại có ghi rằng Phật Mẫu và cửu vị tiên nương đã giáng linh hội yến với các bậc tiền bối khi mới khai đạo, gọi là hội yến Diêu Trì Cung. Điển lễ này hiện nay vẫn còn đang truyền tụng, và hàng năm vào đêm rằm Trung Thu tháng 8 tại đền thờ Phật Mẫu ở thánh địa Tây Ninh, lễ kỷ niệm đêm hội yến này được tổ chức rất là trọng thể. Trong một lần khác ở Kim Biên Tông Đạo, Cao Miền Quốc, nay là Campuchia, tại Báo Ân Đường, Bát Nương Diêu Trì Cung giáng cơ cho bổn kinh Đức Diêu Trì Kim Mẫu do Đức Hộ Pháp Phò Loan nơi đại điện, thì tứ phía Báo Ân Đường đều có hào quang giáng hạ. Có nhiều người chứng kiến, kể cả người không giữ đạo. Theo thuyết đạo của Đức Hộ Pháp trên Cửu Long Đài hồi 4 giờ chiều ngày rằm tháng 8 Đinh Hợi, các sự kiện nêu trên không những chứng tỏ Phật Mẫu luôn luôn tiếp cận với chúng ta, mà còn ngự trị ngay trong tâm khảm của mỗi người. Nên bất kỳ lúc nào ở đâu, chúng ta cầu xin đều có linh ứng. Còn một điều trong chúng ta ít có người nghĩ đến là hằng ngày chúng ta đã sống bằng khí sanh quang của Phật Mẫu mà chúng ta không hề hay biết. Trong Phật Mẫu Chân Kinh có câu: sanh quang dưỡng dục quần nhi. Đức Hộ Pháp giải nghĩa câu này rằng Phật Mẫu lấy khí sanh quang nuôi nấng con cái của người. Theo giải nghĩa Phật Mẫu Chân Kinh, loại khí sanh quang này Đức Chí Tôn gọi là khí phách tiếp dưỡng hay huyền vi vật thực. Còn đối với các tôn giáo thì tùy theo tín ngưỡng và quan niệm về nó mà có tên gọi khác nhau. Yoga gọi là Prana, Phật gọi là Diệu Hữu, Tiên giáo gọi là Nguyên Khí, Nho giáo gọi là Hạo Nhiên Khí, Khoa học gọi là Năng Lượng. Loại khí này không chỉ hòa tan trong không khí như đường tan trong nước, mà còn hiện hữu khắp mọi nơi, kể cả những chỗ không khí không thể len lỏi đến được. Nó hiện diện trong vật chất, cây cỏ, đồ ăn, thức uống, trong cơ thể sinh vật, kể cả trong ánh sáng mặt trời. Nó hiện diện trong không khí không phải là oxy hay nitơ, cũng chẳng phải là vitamin, là nhiệt hay là tia cực tím, cũng chẳng phải là một thành phần hóa học nào đó trong khí quyển. Có thể gọi khí sanh quang là một nguồn sống trong vũ trụ, cũng có thể gọi là sinh lực, nhưng nó không phải là lực điện từ, cũng chẳng phải là lực hấp dẫn hay điện năng, mà các hiện tượng ấy là biểu hiện của một nguồn sống đang phổ cập mọi nơi. Khắp vũ trụ, nơi nào có sự sống là nơi đó có sanh quang khí và biểu hiện ra bằng sinh lực. Nên trong 12 bài luyện tập thân thể do Đức Hộ Pháp chỉ giáo, phần luyện thở có nêu cầu thánh giáo của Đức Lý Giáo Tông: hỏi ăn chi đặng sống, rằng hấp khí thanh không. Bởi vì trong khí thanh không có hòa tan sinh quang khí nên có thể nuôi sống được con người. Nên trong các tôn giáo thường dạy phương pháp luyện thở là dạy cách hấp thu tối đa lượng khí này để được sống lâu, ít tật bệnh. Thậm chí có nhiều môn phái còn luyện những phương pháp hít thở đặc biệt để tiêu trừ bệnh tật, phục hồi sức khỏe đã suy khuyết. Trong đạo sử Cao Đại giáo, Đức Chí Tôn có tuyển cho môn đồ phương pháp tuyệt thực nhịn ăn, chỉ hít thở để tiếp thu huyền vi vật thực, còn gọi là khí phách tiếp dưỡng, sanh quang khí trong không khí để chữa bệnh. Nhiều vị chân tu đắc đạo đã tịch cốc thời gian dài, chỉ hít thở để tiếp thu huyền vi vật thực mà cơ thể không suy khuyết chút nào. Theo đạo sử của bà nữ đầu sư Hương Hiếu sưu tập, căn cứ theo những sự kiện nêu trên cho chúng ta thấy rằng trong từng giây, từng phút, từng hơi thở của sự sống, chúng ta đều được ân huệ của Phật Mẫu ban cho. Nói một cách khác là chúng ta luôn luôn nằm trong sự nuôi dưỡng đùm bọc của người, như thể là một hài nhi không thể nào rời được vú mẹ. Cho nên thánh giáo của Phật Mẫu có câu:
Vú mẹ chưa lìa đám trẻ con. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2 trang 87. Như vậy, ân đức của Phật Mẫu thật là vô lượng vô biên mà rất ít người trong chúng ta hay biết đến. Kết luận: tình thương của Phật Mẫu đối với nhân loại thật là vô điều kiện. Người không phân biệt sang hèn, thiện ác, nhất là đối với những người yếu đuối thiệt thòi, lại được Phật Mẫu thương xót, che chở nhiều hơn. Điều này Đức Hộ Pháp đã khẳng định rằng Bần Đạo dám cả quyết nơi đền thờ của Đại Từ Mẫu chúng ta, bà không kể con cái sang trọng, cao sang của bà đâu. Trái ngược lại, bà lại thương yêu, bên vực những đứa nào thiệt thà, hèn yếu hơn hết. Ấy vậy qua nói rằng, trong cả mấy em đây, nếu có đứa nào thiếu thốn cả tinh thần và vật chất, thiệt thòi nghèo khổ, tật nguyền, qua dám chắc, bà mẹ thiên liêng của chúng ta sẽ vui ở với kẻ ấy lắm vậy. Qua chẳng phải nói để an ủi mấy em, mà sự thật quả quyết vậy. Qua chỉ cho các em một bí pháp, là khi nào mấy em quá thống khổ, quá đau đớn, tâm hồn mấy em đừng vội sầu thảm. Các em quỳ xuống giữa không trung, các em nguyện với bà mẹ thiên liêng ấy một lời cầu nguyện. Bần Đạo quả quyết rằng bà chẳng hề khi nào từ chối cùng mấy em. Qua đã thử nghiệm rồi, cả toàn con cái của Đức Phật Mẫu thí nghiệm như qua thử coi. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp ngày rằm tháng 8 năm Nhâm Thìn 1952 tại Cửu Long Đài, đền thờ Phật Mẫu. Vì thương yêu, Phật Mẫu đã tạo dựng nên loài người và đã cưu mang trong vô số kiếp. Phật Mẫu đã thị hiện xuống nhiều nơi trên thế gian để cứu vớt, an ủi nhân loại, cả cộng đồng hay từng cá nhân. Ngài không từ bỏ một ai, nhất là con cái bị ức hiếp, khốn khổ của Ngài. Nên bổn phận của chúng ta là lo tu hành, lập công bồi đức để được trở về bên Ngài. Nếu chưa về được thì cũng có được một kiếp tái sanh cao trọng hơn. Tóm lại, tất cả chúng sanh, nhất là con người, đều là con cái yêu quý của Đức Chí Tôn và Phật Mẫu. Nói một cách khác, chúng ta đều có cùng chung một cha mẹ thiêng liêng. Chí Tôn và Phật Mẫu không thuộc bất cứ một dòng giống nào hay một tôn giáo nào. Các đấng đều thị hiện như nhau trong tất cả con người, từ hạng thượng lưu trí thức cho đến kẻ khốn khổ bần cùng. Tùy theo phong hóa mỗi địa phương và sự hiểu biết của con người qua mỗi thời kỳ mà họ đã tôn vinh các ngài bằng nhiều danh xưng mỹ miều hay mộc mạc khác nhau, các ngài cũng đều chấp nhận và ban ơn, cũng như sự thờ phụng các ngài từ những đền điện cao sang của các tôn giáo, có kiến trúc nguy nga cho đến những thảo xá giản đơn của những người tu chân ẩn dật nơi sơn giả. Các nơi này cốt để cho con người tụ hợp nhau chiêm bái, mục đích để biểu lộ lòng tôn kính, hiếu hạnh và ước mong giao cảm được với các ngài. Nhưng ngôi đền thực sự lại ở ngay trong tâm con người. Chúng ta phải quay vào trong ngôi đền thực sự đó để tôn thờ, mới mong giao cảm và gặp gỡ được Chí Tôn và Phật Mẫu. Những người sơ cơ mới bước chân vào sự tín ngưỡng thường tôn thờ Chí Tôn và Phật Mẫu nơi các đền đại tôn giáo với các lễ nghi của nó. Nhưng khi đức tin họ già dặn và đã trở nên minh triết thật sự, thì họ lại tôn thờ Chí Tôn và Phật Mẫu bằng ngôi đền thờ chính trong tâm linh của mình. Và họ cố gắng làm cho ngôi đền thân thể này càng ngày càng đẹp đẽ hơn bằng những tư tưởng trong sạch và đời sống thanh cao. Bởi vì những đền đài do bàn tay con người xây dựng, dù có nguy nga tráng lệ bao nhiêu, cũng không thể thay thế được ngôi đền thực sự là thân thể và tâm linh con người do chính Đức Chí Tôn và Phật Mẫu tạo lập được. Điều này Đức Chí Tôn đã xác nhận rằng: Bạch Ngọc từ xưa đã ngự rồi, chẳng mong hạ giới vọng cao ngôi. Sang hèn trối kệ tâm là quý, tầm mấy tòa sen của lão ngồi. Trích trong Thi Văn Dạy Đạo. Đức Chí Tôn và Phật Mẫu thương yêu tất cả con cái của người một cách bình đẳng. Các ngài chẳng cần quan tâm đến họ tôn thờ bằng cách này hay cách khác.
bằng các nghi lễ phức tạp hay giản đơn. Nhưng các ngài chỉ quan tâm đến tấm lòng thành tín và hiếu kính của họ mà thôi. Vị Chí Tôn đã cho biết điều này như sau: trong lòng thầy ngự động thầy hay, ngặt nổi từ xưa chẳng thế bày. Đạo hạnh khuyên con gìn tánh đức, cửa cung bạch ngọc đã gần khai. Trích trong Thi Văn Dạy Đạo. Tánh đức này là tấm lòng thành tín và hiếu kính của con người phải có để vào được cửa cung bạch ngọc. Cũng tương tự như vậy, không có kinh sách nào hơn kinh sách nào, bởi vì tất cả đều có mục đích đưa con người đến với Chí Tôn và Phật Mẫu, và để hướng dẫn cho họ biết thương yêu và tôn kính các ngài. Nhưng thật ra không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được các ngài, cũng không có sách vở nào có thể chứa đựng trọn vẹn được Chí Tôn và Phật Mẫu. Vì đây là một đấng mà chữ nghĩa và ngôn ngữ hữu hạn của thế gian không thể nào mô tả trọn vẹn được. Nên đối với kinh điển, Đức Chí Tôn đã dạy rằng: kinh điển giúp đời siêu phàm nhập thánh, chẳng khác chi đũa ăn cơm. Chẳng có đũa, kẻ có cơm bóc tay ăn cũng đặng. Các con coi kinh điển lại, rồi thử nghĩ lại sự công bình thiêng liêng mà suy ngẫm cho hay lẽ phải. Thầy khuyên các con theo sau thầy mà đến phẩm vị mình thì hay hơn tuôn bờ lướt bụi, đi quanh kiếm quốc nghe à. Trích trong Thánh Ngôn Hiệp Tuyển quyển 2 trang thứ 5. Như vậy Đức Chí Tôn cũng xác nhận rằng chỉ có tấm lòng thành kính và một đức tin vững chắc thì mới đạt đến phẩm vị của mình và hội nhập với các ngài, hơn là lặn lội kiếm quanh kiếm quốc trong rừng kinh điển. Đức Hộ Pháp cũng đã khuyên chúng ta rằng phải yêu ái, hiếu hạnh với Chí Tôn và Phật Mẫu. Cái yêu ái ấy phải phi thường, do tâm linh điều khiển. Trích thuyết đạo của Đức Hộ Pháp về con đường thứ ba tại Khách Thiện từ ngày 15 tháng 11 năm Bính Tuất, dương lịch năm 1946. Đức Ngài cũng cụ thể hóa lòng hiếu hạnh, yêu ái đó bằng lời khuyên: tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn và Phật Mẫu. Trích Phương Luyện Kỹ. Như vậy, sự yêu ái, hiếu hạnh và tín ngưỡng mạnh mẽ nơi Chí Tôn và Phật Mẫu sẽ giúp chúng ta có được sự tương giao hai chiều, thiết lập được nhịp cầu cảm ứng giữa trời và người. Chúng ta sẽ được bảo bọc bởi hào quang của Chí Tôn và Phật Mẫu. Vô hình chung, chúng ta sẽ được nằm trọn vẹn trong quỹ đạo của thiên cơ, khiến cho mọi sinh hoạt của chúng ta trong trường đời được kịp thì trúng tiết, tránh được sự hoạn họa tai ương, và trên đường đạo sẽ đưa chúng ta hội nhập với các ngài nơi vương quốc huyền linh. Như vậy là buổi trích đọc Phật Mẫu Diêu Trì Kim Mẫu được sưu tập bởi soạn giả Giả Trung Tử trên kênh Cao Đài Tây Ninh Nguyễn Văn Úc đến đây là hết. Xin cầu nguyện hồng ân của Đức Chí Tôn cùng Đức Phật Mẫu và các đấng thiêng liêng ban bố phước lành cho chư quý đạo tâm, chư quý đạo hữu, chư quý vị cùng với gia đình thật nhiều hạnh phúc bình an, thân tâm an lạc, trí huệ mẫn khai, luôn luôn tinh tấn trên con đường lập công, lập ngôn và lập đức. Xin chân thành cảm ơn toàn thể chư quý vị đạo tâm, chư quý vị cùng chư quý hiền đã hoan hỷ lắng nghe. Xin chân thành cảm ơn và trân trọng kính chào. Nam mô Cao Đài Tiên Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Nam mô Diêu Trì Kim Mẫu Vô Cực Thiên Tôn.